Thưa quý vị, chuyên mục Chuyện tôi kể là một trong chuyên mục được phát sóng trên kênh YouTube này vào lúc 10 giờ sáng mỗi ngày. Thưa quý vị, chuyên mục này thì có những câu chuyện là do tôi viết, cũng có những câu chuyện là do tôi sưu tầm và tôi biên tập lại để giúp cho quý vị khán thính giả dễ hiểu hơn. Tất cả là nhằm mục đích là mang đến cho quý vị những cái thông điệp tốt đẹp, những cái thông điệp nhân văn hơn trong cuộc sống. Và rất mong rằng là quý vị khán thính giả sẽ yêu thích chuyên mục này và kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui, thật hạnh phúc. Tiền và cuộc sống. 11 giờ đêm, tôi và mấy anh em đang ngồi trà đá vỉa hè, cắn hạt hướng dương, hút vài điếu thuốc. Bỗng có một cô bé chừng 10 tuổi, tay cầm một chiếc khay nhựa, trên đó đựng các đồ lặt vặt như kẹo cao su, tăm, bông máy tai. Cậu bé đến trước mặt tôi và nói: "Chú ơi, mua giúp cháu." Tôi loay hoay móc trong túi xem còn tiền lẻ hay không. Cũng may còn khoảng 10.000 tiền lẻ. Tôi đưa cho cậu bé và lấy một cái kẹo cao su. Tiền còn lại chú cho cháu. Cháu cảm ơn. Nói rồi cậu bé bước đi đến các bàn bên cạnh. 30 phút trôi qua, tôi đi bộ ra bãi gửi xe gần đó để đến lấy xe máy ra về. Chú ơi, tôi chợt khựng người, quay ngược lại phía sau để xem ai gọi. Thì ra là cậu bé lúc nãy. Trên tay cậu đang cầm một cái ngô luộc đang ăn dở. Cháu cảm ơn chú ạ. Lâu rồi cháu mới có tiền ăn ngô luộc. Tôi đứng chết chân tại chỗ. Cha ơi, chỉ có 10.000 Việt Nam đồng. Với tôi và có lẽ cũng đối với rất nhiều người thì số tiền đó không đáng là bao nhiêu. Nhưng vẫn có những kiếp người thì số tiền đó là đáng quý lắm. Tiền đôi khi không chỉ đơn thuần là tiền, mà nó còn là cuộc sống.